Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da cho phụ nữ trên toàn thế giới, 1-800-918-3017. Prime Lending Direct Lender, làm loans trên 50 tiểu bang Hoa Kỳ, liên lạc Thiên Hương và Thảo Lê, 714-988-8181. Cảm ơn quý vị đã cùng với chúng tôi trong những giây phút vừa qua với Cà Phê Sáng, và trở lại phần cuối của chương trình hôm nay. Kính thưa quý vị, năm Đinh Dậu hình như chúng ta chỉ còn một ít nữa, thời gian ngắn nữa là chúng ta sẽ chào đón năm Mậu Tuất. Và hôm nay chúng tôi có điều kiện đến một ngôi chùa rất là khang trang ở thành phố Guangzhou, nằm ở con đường Orange Goose. Kính thưa quý vị, chúng tôi giới thiệu chùa Khánh Hỷ đến với quý vị, một trong những ngôi chùa mà chúng tôi nghĩ rằng đây là một trong những cái trung tâm điểm của những sự phát triển Phật giáo ở tại thành phố Guangzhou. Cà Phê Sáng chúng tôi xin được trân trọng gửi lời chào thượng tọa đến cùng với chương trình của chúng tôi sáng nay, thưa thượng tọa. Dạ, A Di Đà Phật, xin kính chào anh Đoàn Trọng, xin kính chào tất cả quý khán thính giả của đài. Yeah. Hôm nay thì chương trình của chúng tôi có điều kiện đến đây gặp thượng tọa. Thượng tọa cho biết thượng tọa về chùa Khánh Hỷ này bao lâu rồi, thưa thượng tọa? Dạ thưa, về đây như vậy là 10 năm. 10 năm, wow. Thưa, đến bây giờ thì đạo tràng ở đây phát triển như thế nào, thưa chúng ta? Dạ, đến hôm nay thì đạo tràng phát triển cũng tốt đẹp. Mọi ngày đều có thời khóa tụng kinh khuya vào lúc 5 giờ và tụng kinh tối vào lúc 7 giờ rưỡi hàng ngày. Dạ. Kính thưa quý vị, sau năm 1975 có thể nói là thế hệ tu sĩ Phật giáo trẻ càng ngày càng gia tăng rất nhiều. Một trong những người thuộc thế hệ trẻ đó, kính thưa quý vị, đó là Thượng tọa Thích Pháp Tấn. Ông đã theo học tại các chùa ở Huế, cũng đi vào Sài Gòn và ông đến định cư tại Hoa Kỳ. Đến bây giờ thì Thượng tọa ở Hoa Kỳ này được bao nhiêu năm rồi, thưa Thượng tọa? Đến bây giờ thì Pháp Tấn ở Hoa Kỳ là được 13 năm. 13 năm. Yeah. Kính thưa quý vị, chúng tôi có điều kiện làm việc với Thượng tọa Thích Pháp Thanh trên các chương trình truyền thanh radio cũng giống như truyền hình, là một trong những vị tu sĩ trẻ. Ngài có một cái đức độ và cái có thể nói rằng đạo tràng của Ngài càng ngày càng gia tăng rất nhiều. Thế thưa, năm vừa qua thì Thượng tọa đã hài lòng với những cái sự phát triển ở trong ngôi chùa Khánh Hỷ này như thế nào, thưa Thượng tọa? Dạ thưa anh, thưa quý thính giả của đài, thì nói về cái sự hài lòng thì lúc nào mình cũng phải hài lòng với những gì mình đang có và đã có, nhất là mình đi qua sau. Tất cả những cái thế hệ trước đã phải dày công để xây dựng, để tạo một cái nền tảng vững vàng về dân tộc cũng như là về cộng đồng và tôn giáo nói riêng. Thì đạo Phật đã được các ngài đi thế hệ trước tạo cho một cái nền tảng rất là vững chắc. Bây giờ thế hệ sau đi qua được tiếp nối và nó dễ dàng hơn để cho mình phát huy cái tinh thần đạo Pháp. Cho nên mình cống hiến cái tinh thần và những cái năng lực của mình có được để cho đạo Pháp. Yeah. Là một trong những vị tu sĩ trẻ của Phật giáo, đến bây giờ thì Thượng tọa có cái tầm nhìn nghĩ gì về những người trẻ ở tại hải ngoại này, đặc biệt là tại Hoa Kỳ, với vấn đề Phật giáo, thưa Thượng tọa? Dạ, đối với vấn đề Phật giáo thì thế hệ trẻ ở bên này dường như là tiếp xúc với lại đạo Phật hơi khó khăn, nhất là về ngôn ngữ và thứ hai là về văn hóa, tư tưởng. Với cái nền văn hóa của người Việt Nam, ở Việt Nam trưởng thành và lớn lên trong cái môi trường từ ông bà cha mẹ đều đi chùa và một cái tín ngưỡng nó được chuyển tiếp rất là dễ dàng. Còn ở bên này thì các em lớn lên trong cái môi trường của xã hội Mỹ, nó không có một cái tính cộng đồng, cái tính gia đình, cho nên là nó hơi khó khăn. Chưa kể là vấn đề về ngôn ngữ, thành ra các chùa ở đây mặt nào đó khó khăn cho cái vấn đề là làm thế nào để cho tuổi trẻ của các em nó được tiếp cận được với cái văn hóa Phật giáo bằng ngôn ngữ của nó.
Thưa Thượng tọa, chúng tôi được biết trong tất cả các sinh hoạt mà có thể nói rằng sẽ diễn ra ở trong một vài thời gian gần đây thì Thượng tọa sẽ đứng ra tổ chức một cái lễ gọi là lễ Phật thành đạo. Sẵn luôn tiện hôm nay Thượng tọa có thể chia sẻ cho chúng tôi biết chương trình lễ Phật thành đạo nó như thế nào thưa Thượng tọa? Dạ, kính thưa anh, kính thưa quý khán thính giả, lễ Phật thành đạo đây là một cái lễ đầu tiên của miền Nam Cali. Pháp Tánh không biết trước đây quý ngài đã tổ chức chưa, nhưng mà từ khi Pháp Tánh bước qua bên Mỹ này cho đến ngày hôm nay thì đây là cái lần đầu tiên chùa Khánh Hỷ tổ chức lễ Phật thành đạo. Thay vì hàng năm thì tổ chức lễ Phật đản thì năm nay Pháp Tánh tổ chức lễ Phật thành đạo với một cái tinh thần là bởi vì ngày mùng 8 tháng 12 âm lịch là ngày Đức Phật thành đạo, cho nên mình tổ chức cái lễ Phật thành đạo trong cái dịp này như là một cái sự tri ân và báo ân đến với Đức Phật, người đã thành đã tạo cho đệ tử của ngài một cái con đường giác ngộ, và chúng ta tổ chức cái ngày Phật thành đạo như là một sự nhắc nhở cho tất cả chúng ta cùng hướng đến đạo pháp. Chương trình mà lễ Phật thành đạo năm nay thì Thượng tọa có thể chia sẻ với khán chính thả chúng tôi chương trình diễn biến như thế nào thưa Thượng tọa? Dạ, chương trình sẽ diễn biến vào ngày 28 tháng 1 năm 2018 vào lúc 1 giờ thì quý Phật tử tập trung tại Sài Gòn Performing Arts bắt đầu, và cho đến 4 giờ, 5 giờ, 6 giờ và có thể đến 7 giờ nếu mà chương trình xong qua cái vấn đề tiết mục văn nghệ, từ khi mình làm lễ cúng dường cũng như là có hơn 40 tăng ni sinh, 40 tăng ni quý chư tôn đức giáo phẩm, chư tôn đức hòa thượng cũng như là quý tăng ni sẽ có khoảng 40 vị và đồng hương Phật tử cùng tham dự với một cái tinh thần là cúng dường vào cửa tự do. Yeah. Sau cái chương trình mà cúng dường với là nghi lễ thì có phần văn nghệ không thưa Thượng tọa? Dạ, thì cái này cũng có văn nghệ ở chùa. Thì trước hết thì cũng có sự tham gia của ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung cũng như ca sĩ Lâm Nhật Tiến, là hai ca sĩ Phật tử sẽ đóng góp cho chương trình để tạo một cái không khí. Hai nữa là cái chương trình khá đặc biệt, đó là cái chương trình về tiết mục hoạt cảnh về cuộc đời của Đức Phật đã được dàn dựng công phu do các anh chị em chúng A Dục Vương chùa Khánh Hỷ tổ chức cuộc đời của Đức Phật từ khi đản sanh cho đến khi Đức Phật nhập niết bàn qua một cái hoạt rất là linh và rất là như là một bài pháp để mà nhắc nhở về cuộc đời của Đức Phật và tăng đoàn của ngài, và đồng thời có một cái trích đoạn của Tây Du Ký rất là vui nhộn nói về sự khó khăn gian khổ của Đường Huyền Trang trên đường đi thỉnh kinh, và có một cái điểm nữa là fashion show về các quốc gia Phật giáo ở trên thế giới, thì các em sẽ được mặc sắc phục của các cái quốc gia mà sắc phục truyền thống, cho nên được dàn dựng rất là công phu do quý Phật tử chúng A Dục Vương chùa Khánh Hỷ đã thành lập. Yeah. Thưa quý vị, vừa rồi là Thượng tọa Thích Pháp Tánh chủ trì của chùa Khánh Hỷ gửi đến quý vị một chương trình đặc biệt lễ Phật thành đạo năm nay nhằm vào ngày 28 tháng 1 năm 2018. Quý vị có điều kiện đến tại Performing Arts vào lúc 1 giờ chiều để cùng với tăng đoàn ở cái cộng đoàn Phật giáo của chùa Khánh Hỷ để rồi đón nhận và mừng lễ Phật thành đạo, về Thích Ca thành đạo. Một lần nữa chúng tôi thay mặt cho Lido Sài Gòn TV cũng giống như Cà Phê Sáng xin cảm ơn Thượng tọa đã dành chương trình cho những thời giờ cho chương trình của chúng tôi, và kính chúc Thượng tọa cùng với cộng đoàn Phật giáo của chùa Khánh Hỷ luôn luôn bước mạnh trên con đường Phật pháp thưa Thượng tọa. Dạ, chùa Khánh Hỷ xin thành tâm cảm ơn anh Đoàn Trọng có nhã ý đến đây để giúp cho Pháp Tánh có được cái thông tin đến với đại chúng, và xin thành thật cảm ơn tất cả quý khán giả của đài, kính chúc tất cả quý vị một mùa lễ Đức Phật thành đạo thật là bình an và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cảm ơn quý vị đã cùng với chúng tôi trong những giây phút vừa qua với Cà Phê, và quý vị vẫn giữ 56.7 cùng với 18.9 để cùng với Hoàng Trọng Thị và Thảo Yên qua thời sự thế giới. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.